bên sông Thạch Hãn trong đêm Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi 21 điểm sạt lở chia cắt bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng Người đàn ông lái ô tô không đóng cửa náo loạn thành phố Vũng Tàu Cảnh sát giao thông kịp thời dẫn đường cho ô tô chở cháu bé đi cấp cứu Một phóng viên bị đánh đe dọa Tao biết nhà mày, con mày học ở đâu Xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống. Thiên tai qua đi đã để lại quá nhiều sự mất mát đối với người dân các tỉnh miền Trung. Còn gì đau đớn hơn khi phải tận mắt chứng kiến người thân ruột thịt của mình phải bỏ mạng vì sự càn quét của mưa bão. Mới đây, tiếng gào thét kêu cứu đầy ám ảnh, xen lẫn sự tuyệt vọng của người dân xã Hải Lệ, tỉnh Quảng Trị khiến ai nấy cũng phải nghẹn lòng vụ dọc nhà bên sông Thạch Hán đã cướp đi sinh mạng của một người cha vẫn lo lắng cho sự an nguy của con, trong khi thân mình đang bị đống đổ nát đè lên người. Vào trưa ngày 17 tháng 10, tiếng khóc ai oán vẫn vang lên trong ngôi nhà nhỏ ở thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Nơi đây, chính quyền địa phương, người thân đang chuẩn bị không liệm mai táng cho ông Võ Lợi, 45 tuổi, trú thôn Như Lệ, nạn nhân trong vụ sạt lở bờ sông khiến ba ngôi nhà và hai hàng quán sập xuống sông Thạch Hãn. Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút đêm 16 tháng 10, tại bờ sông Thạch Hãn, đoạn nằm bên con đường Nguyễn Hoàng nối từ quốc lộ 1 phía nam cầu Thạch Hãn lên đập chấm xảy ra sạt lở nghiêm trọng, khiến nhiều nhà dân bị đổ sập. Anh Lê Văn Phú, trú thôn Như Lệ cho biết, thời điểm trên khi chuẩn bị đi ngủ thì nghe những tiếng ầm ầm bên bờ sông. Khu vực xảy ra vụ việc có ba hộ dân gồm ông Phạm Bá Trung, Hồ Xuân Thủy và ông Võ Lợi sinh sống. Ông Phú kể lại, tôi cùng vợ chồng ông Thủy phát hiện bờ sông bị sạt, hốt hoảng chạy qua các nhà hàng xóm kêu họ bỏ chạy. Tuy nhiên sau tiếng đổ ầm ngôi nhà của ông Lợi cùng cháu thờ 12 tuổi, con ông Lợi bị đổ sập ra bờ sông. Trong cơn hiểm nguy, đất đá đổ xuống ầm ầm giữa đêm khuya, mọi người chuẩn bị đến ứng cứu, ông Võ Lợi dùng tay đẩy đứa con trai 12 tuổi ra xa với giọng hoảng loạn. Chạy đi con, chân cha bị kẹt rồi, chạy đi gọi người đến cứu. Tuy nhiên, sau khi cháu thờ được mọi người hỗ trợ dìu lên đường, một bờ tường lớn đổ sập vùi lấp người đàn ông võ lợi trong đóng đổ nát. Ông Ngô Thanh Quỳnh sinh năm 1966, thôn Như Lệ, xã Hải Lệ, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, nhà đối diện bờ sông Thạch Thản, bàn hoàng kể thêm. Cháu Thắng cho anh Lợi trèo lên kêu các chú ơi, ba cháu mắc kẹt dưới rồi. Tôi chuẩn bị xuống thì nghe thêm tiếng sắt nữa nên phải rút lui. Cũng theo chia sẻ của anh Phú, hoàn cảnh của gia đình ông Lợi khá khó khăn. Ông là bác sĩ thú y, hai vợ chồng có hai người con nhưng đã ly hôn nhiều năm. Ông một mình làm lậm nuôi con ăn học. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường, phối hợp cùng với chính quyền người dân địa phương tiến hành tìm kiếm. Đến khoảng 6 giờ sáng ngày 17 tháng 10, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể ông Võ Lợi và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, nguyên nhân của vụ sạt lở có thể do mưa lớn kéo dài trong những ngày qua từ ảnh hưởng của bão số 5. Đau thương mất mát chồng chất, những đôi mắt đỏ hoe khóc ngất của gia đình người bị nạn khi phải chứng kiến cảnh người thân ra đi trong tuyệt vọng. Thiệt hại mà các cơn bão để lại vô cùng thảm khốc, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang nỗ lực hàng giờ để di dời và giải cứu người dân gặp nạn. Trong trận mưa lũ lịch sử do bão số 5 gây ra vừa qua, Đà Nẵng là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất, cho tới thời điểm hiện tại có đến 21 điểm bị sạt lở nghiêm trọng, các khu vực xung quanh bán đảo Sơn Trà bị chia cắt cô lập. Lực lượng chức năng đang cố gắng khắc phục hậu quả thiên tai, cơ bản đã đảm bảo khơi thông giúp các phương tiện có thể di chuyển trở lại. Theo đó, vào ngày 17 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết vẫn đang tiếp tục huy động máy móc nhân công tiến hành khắc phục các điểm sạt lở trên bán đảo Sơn Trà. Trước đó, mưa lớn đã làm sạt lở nhiều điểm trên bán đảo. Đất bùn tràn xuống mặt đường Lê Văn Lương, đường Hoàng Sa trên diện rộng gây chia cắt. Dọc theo đường ven bán đảo Sơn Trà suốt chiều dài hơn 13 km, mưa lũ khiến nhiều đoạn sạt lở mặt đường đất gãy rất nghiêm trọng hàng vàng mét khối đất đá tràn xuống mặt đường khiến giao thông lên bán đảo Sơn Trà tê liệt. Sạt lở chia cắt đêm 14 tháng 10 cũng khiến nhiều trường hợp tại khu nghỉ dưỡng trên bán đảo Sơn Trà bị mắc kẹt, được lực lượng cứu hộ giải cứu ngay trong đêm. Để khắc phục hậu quả, lực lượng đã tiến hành dọn dẹp di chuyển tạm các vật cản trên đường vào phạm vi lề đường vỉa hè, ưu tiên thông xe đường Hoàng Sa khu vực bán đảo Sơn Trà từ Lê Văn Lương đến Intercontinental. Trong ngày 15 tháng 10, lực lượng đã dọn thông xe tại đường Lê Văn Lương, ngã ba Hoàng Sa Lê Văn Lương, Bảo tàng Đồng Đình, khu vực Chùa Linh Ấn. Đến ngày 17 tháng 10, sau 2 ngày khắc phục, bán đảo Sơn Trà đã được thông tuyến, lực lượng chức năng huy động phương tiện cơ giới để dọn sạch đất đá. Đồng thời, Lập bari cảnh báo người dân du khách hạn chế tham quan bán đảo Sơn Trà. Chỉ đạo tại hiện trường, ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Đà Nẵng cho biết, đang khẩn trương đốc thúc phương tiện nhân lực. Theo đó, mưa lớn gây sạt lở tổng cộng 21 điểm tại bán đảo Sơn Trà. Trong đó có 19 điểm sạt lở tại Ta Lưu Dương, 2 điểm sạt lở Ta Lưu Âm. Hiện lực lượng chức năng đã đảm bảo thông xe bước 1, cắt cử người, phương tiện túc trực để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông tại đây. Mưa lớn và ngập lụt đã khiến bờ biển Đà Nẵng sụt lúng tan hoang, bờ kè bị xé toạc, nhiều đoàn phía hè, kè biển bị hư hỏng, gạch lát bị bóc lên ngổn ngang. Lực lượng chức năng vẫn đang trong quá trình khắc phục thiệt hại. Tuy còn nhiều khó khăn và dự kiến mất nhiều thời gian nhưng vẫn cố gắng hoàn thành sớm nhất để đảm bảo sự an toàn cho người dân khi di chuyển. Trong khi chuyên gia ký tượng đưa ra cảnh báo, cơn bão số 6 có tên quốc tế là bão Nesat đang tiến vào Biển Đông, có khả năng sẽ đổ bộ vào đất liền, gây mưa lớn, thì tại miền Bắc Philippines, cơn bão Nesat đã khiến hàng nghìn người dân nơi đây phải sơ tán đến nơi an toàn. Cùng với đó, ruộng đồng, làng mạc chìm trong biển nước. Vào rạng sáng ngày 16 tháng 10, bão Nesat đã đổ bộ vào miền bắc Philippines với sức gió 120 km/h. Theo cơ quan dự báo thời tiết Philippines, bão Nesat có thể mạnh lên trong lúc di chuyển về phía biển Đông. Sức công phá của cơn bão đã khiến hàng nghìn người dân nơi đây phải bỏ lại nhà cửa để di dời đến nơi trú tránh an toàn hơn. Một đoạn video do người dân địa phương ở thị trấn Claveria thuộc tỉnh Cagayan, cách thủ đô Manila khoảng 600 km về phía bắc, chia sẻ cho thấy. Lũ lụt trên diện rộng và nhà cửa làng mạc chìm một phần trong biển nước, cây cối bị gió quật đổ hoặc nghiêng ngã, trong khi nhiều tuyến đường không thể đi lại. Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. cho biết, Chính phủ đang theo dõi sát sao diễn biến bão và sẵn sàng hỗ trợ những khu vực bị ảnh hưởng, đảm bảo nhu cầu của người dân trong vùng thiên tai, đặc biệt là thực phẩm, nước uống và điện. Giới chức Philippines cũng khuyến cáo người dân tuân thủ theo các hướng dẫn của chính quyền địa phương cũng như cơ quan quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Vào cuối tháng 9 vừa qua, miền Bắc Philippines cũng hấn bão Noru khiến nhiều nhà cửa bị hư hại, ít nhất 8 người thiệt mạng. Hàng năm trung bình Philippines hứng khoảng 20 trận bão. Vào năm 2013, bão Hai Chan, một trong những cơn bão lốc mạnh nhất từng ghi nhận, khiến 6.300 người ở đây thiệt mạng. Không chỉ các tỉnh miền trung Việt Nam, các nước láng giềng giá với Biển Đông cũng phải hứng chịu những đợt cuồng phong khi bất cứ một cơn bão nào đi qua. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nước ta cũng sẽ phải chịu một đợt mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp suy yếu ở Biển Đông từ cơn bão Nesat này. Xin được chuyển sang các tin tức về an ninh trật tự, có lẽ nỗi lo lớn nhất của người tham gia giao thông chính là những tai nạn mất thình lình đổ lên người. Đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông kinh hoàng xảy ra từ những vụ xe điên. Ngoài hậu quả đau xót mà nó để lại, những vụ tai nạn này còn dấy lên sự bất an trong đời sống xã hội. Mới đây, một người đàn ông được cho là ngáo đá khi không đóng cửa xe, điên khùng điều khiển chiếc ô tô gây náo loạn thành phố Vũng Tàu. Theo đó, vào ngày 17 tháng 10, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cho biết, đơn vị đã khống chế tài xế có biểu hiện ngáo đá, điều khiển ô tô biển kiểm soát 72A42692 vi phạm các quy định về giao thông. Trước đó, vào sáng ngày 16 tháng 10, ô tô mang biển kiểm soát 72A 42692 do một người đàn ông điều khiển di chuyển trên nhiều tuyến đường ở Vũng Tàu trong tình trạng cửa xe ở vị trí tài xế không đóng, xe bị trầy móp nhiều chỗ. Tài xế lái chiếc xe di chuyển bất thường, di chuyển lấn qua làng các xe khác và không chấp hành đèn tín hiệu giao thông trên đường. Trước khi di chuyển ra các tuyến đường của thành phố vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 10, người điều khiển phương tiện này đã tông gãy rào chắn tự động và di chuyển vào khoảng sân cảng BTSC của công ty Cảng dịch vụ dầu khí ở thành phố Vũng Tàu. Nhiều người chứng kiến hành vi của tài xế nghi đang ngáo đá nên không may dám can ngăn. Toàn bộ quá trình làm loạn của tài xế trên được người dân quay lại đăng tải lên mạng xã hội và trình báo cơ quan chức năng. Sau đó, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Vũng Tàu đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng truy bắt, khống chế đối tượng và tạm giữ phương tiện. Đối tượng đã được bàn giao cho đội cảnh sát điều tra công an thành phố Vũng Tàu tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Phần lớn các nguyên nhân dẫn đến các vụ tai nạn giao thông thảm khốc là do người điều khiển sử dụng rượu bia, chất kích thích và ý thức kém trong việc chấp hành luật. Phải chăng đối với những trường hợp này cần có một chế tài xử phạt thật mạnh, đủ sức răng đe để mỗi khi tham gia giao thông người tài xế phải tự có ý thức bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Ghi nhận về những tấm gương người tốt việc tốt, mới đây trên đường tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên tuyến đường Vành Đai Ba, các chiến sĩ trong tổ công tác Cục Cảnh sát Giao thông đã kịp thời dẫn đường cho lái xe đưa một cháu bé đang trong tình trạng nguy kịch đến bệnh viện để cấp cứu. Vào khoảng 7 giờ 30 phút ngày 17 tháng 10, tổ cảnh sát giao thông thuộc cục cảnh sát giao thông do thiếu tá Nguyễn Minh Tuấn, cán bộ đội dẫn đoàn số 1 phòng hướng dẫn điều khiển giao thông và cục dẫn đoàn cục cảnh sát giao thông làm tổ trưởng đang tiến hành tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường vành đai 3, bằng mô tô đã phát hiện ô tô con biển số 99A 11760 đang di chuyển trong làng dừng khẩn cấp có bật đèn cảnh báo đoạn đối diện đại học Thăng Long trên đường nghiêm Xuân Im. Tổ cảnh sát giao thông đã tiếp cận để kiểm tra thì được biết phương tiện đang chở một cháu nhỏ đi cấp cứu từ Bắc Ninh lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Khi đi đến đoạn đường này do lượng phương tiện đông nên di chuyển chậm. Ngay lập tức tổ cảnh sát giao thông đã nhanh chóng mở đường và trực tiếp dẫn đường cho xe ô tô chở cháu bé đến bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Qua trao đổi, lái xe cho biết chở hai mẹ con chị Hoàng Thị Như và cháu Nguyễn Minh Khôi sinh năm 2019 ở Thuận Thành, Bắc Ninh đi cấp cứu do cháu bé bị lòng ruột. Khi đến đoạn đường đối diện Đại học Thăng Long trên đường Vành Đai Ba, lưu lượng phương tiện đông nên di chuyển khó khăn. Do lo lắng sức khỏe của cháu bé, anh đã bật đèn cảnh báo và di chuyển chậm sang làng dừng khẩn cấp và cũng rất may mắn gặp được các đồng chí cảnh sát giao thông dẫn đường để kịp thời đưa cháu bé đến bệnh viện cấp cứu kịp thời. Bày tỏ xúc động trước sự giúp đỡ kịp thời của các chiến sĩ cảnh sát giao thông, chị Như mẹ cháu Khôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tổ cảnh sát giao thông vừa giúp đỡ mình nói riêng và lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc nói chung đã luôn sát cánh và hết lòng vì nhân dân phục vụ. Qua đây cũng cho thấy ý nghĩa của làng khẩn cấp, để rồi từ đó các tài xế tham gia giao thông sẽ tự giác chấp hành. Thưa quý vị, thời nào thì nghề báo, nhà báo vẫn được xếp vào loại đáng nể của xã hội nhà báo luôn được gắn liền với sự trung thực, dũng cảm và giỏi giang. Chính vì thế mà nghề báo chưa khi nào hết nguy hiểm. Mới đây đã xuất hiện một vụ việc một phóng viên đang tác nghiệp bị đánh đến thương tích, thậm chí còn bị đe dọa, ta biết nhà mày, con mày học ở đâu. Vào sáng ngày 17 tháng 10, công an phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk xác nhận đã nhận được đơn trình báo của ông Hồ Ngọc Hùng, phóng viên báo giao thông về việc bị hành hung trong quá trình tác nghiệp. Theo phóng viên Ngọc Hùng, vào 17 giờ ngày 16 tháng 10, trong lúc ghi hình thực tế tình trạng xe dù bến cóc tại trạm xe buýt đầu đường Nguyễn Tất Thành, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, thì bắt gặp chiếc xe dán logo Thế Vĩnh mang biển kiểm soát 47G00021. Bên hông phải xe dán biển kiểm soát 47B01796 tấp vào đón bắt khách. Thấy phóng viên tác nghiệp tài xế tiến lại cản trở không cho chụp hình. Vài phút sau, chiếc xe này đón một hành khách lên xe. Khi phóng viên đang quay video, thì tài xế mở cửa xe hùng hổ chạy về phía phóng viên lớn tiếng chửi bới, rồi dùng tay đánh nhiều cái vào đầu bụng phóng viên. Bị đánh tới tấp phóng viên dơ tay đỡ khiến tay cũng bị thương tích. Điều đáng nói, tài xế còn lớn tiếng đe dọa, mày chụp xe tao làm chi, mày xin phép tao chưa mà mày chụp tao. Mày tưởng tao sợ mày, tao biết nhà mày ở đâu, con mày học ở đâu. Sau khi sự việc xảy ra, phóng viên đã trình báo với cơ quan công an, đồng thời đến Bệnh viện Đa Khoa Thiện Hạnh kiểm tra sức khỏe. Tại đây, theo chuẩn đoán của bác sĩ, phóng viên Ngọc Hùng bị chấn thương đầu, chấn thương phần mềm tay và chấn thương thành bụng trái. Việc chuẩn bị trước một tinh thần thép là điều không thể thiếu khi các phóng viên đi tác nghiệp. Không phải lúc nào địa điểm ghi hình hay tin tức cũng nằm trong vùng an toàn, nếu không nhanh nhẹn xử lý sẽ rất dễ bị dính chưởng, tác phẩm báo chí không có mà tính mạng cũng bị đe dọa. Thưa quý vị, những năm vừa qua, bóng đá Việt Nam được đánh giá rất khởi sắc, giành được các thành tích mang tính lịch sử tại các đấu trường. Những kết quả đó gắn liền với danh tiếng của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo. Tuy nhiên mới đây, thông tin huấn luyện viên Park Hang-seo chia tay bóng đá Việt Nam sau 5 năm gắn bó khiến nhiều người hâm mộ Việt Nam không khỏi tiếc nuối. Theo thông báo trên trang chủ của VFF vào trưa ngày 17 tháng 10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF và huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam ông Bác Hang Seo đã đi đến thống nhất về việc chấm dứt hợp đồng giữa hai bên vào ngày 31 tháng 1 năm 2023. Được biết, ban đầu VFF vẫn muốn gia hạn hợp đồng với huấn luyện viên Bác Hang Seo để chuẩn bị chiến dịch ASEAN Cup năm 2023 và vòng loại World Cup năm 2026. Tuy nhiên, hai bên đã không tìm được tiếng nói chung dẫn tới quyết định chia tay. Theo đánh giá của VFF trong thời gian nắm giữ vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam từ tháng 10 năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo đã cùng bóng đá Việt Nam đạt được nhiều thành tích nổi bật mang tính lịch sử và được đánh giá cao tại đấu trường bóng đá châu Á. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, Việt Nam đã duy trì vị thế là quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng là quốc gia Đông Nam Á giữ vị trí lâu nhất trong top 100 của FIFA. Trong lời chia sẻ sau khi quyết định kết thúc hợp đồng với VFF, huấn luyện viên Park Hang-seo nói, Tôi sẽ luôn ghi nhớ những kỷ niệm trong chuyến hành trình 5 năm cùng bóng đá Việt Nam với vai trò huấn luyện viên của đội tuyển quốc gia U23 Việt Nam. Tôi luôn tập trung vào từng giải đấu, dẫu cho kết quả có ra sao tôi vẫn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình nhờ vào sự hỗ trợ ủng hộ liên tục từ các cầu thủ lãnh đạo và cán bộ nhân viên vff cũng như người dân việt nam đây là một hành trình đáng nhớ và cũng rất thú vị tôi hiểu được những tình cảm và sự ủng hộ dành cho tôi trong thời gian ở việt nam dù rời khỏi vị trí này tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp lại sự ủng hộ của các bạn trong tương lai gần một lần nữa tôi xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những tình cảm mà Việt Nam đã dành cho tôi. Khi được bổ nhiệm vào năm 2017, mong muốn của tôi là làm cầu nối để gắn kết mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc ở tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Trong đó có bóng đá, tôi vẫn tiếp tục thực hiện sứ mệnh đó và vai trò trong việc duy trì và tăng cường mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam, Hàn Quốc. Về phần mình, VFF trân trọng gửi lời cảm ơn đến huấn luyện viên Bác Hang Seo về những nỗ lực và đóng góp lớn lao của ông trong 5 năm vừa qua. Đặc biệt là tinh thần trách nhiệm cao, sự chuyên nghiệp và tận tụy trong công việc của cá nhân ông. Kết hợp với tinh thần đoàn kết chiến đấu hết mình của các thành viên ban huấn luyện và các cầu thủ. Giải đấu AFF Cup năm 2022 tháng 12 tới sẽ là giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Bác Hang Seo đội tuyển Việt Nam. Vì vậy, VFF tin rằng ông sẽ nỗ lực hết mình để đạt được những thành tích tốt nhất trong giải đấu cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam, từ đó khép lại hành trình 5 năm đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện của ông. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin phát sóng hàng ngày của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp